Vâng, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Long Nguyên Trắc. Ngày hôm nay thì Long Nguyên Trắc xin giới thiệu đến tất cả các quý anh, quý chị, quý khách hàng tất cả các sản phẩm tạm thời hiện có đang ở trên bãi của Long Nguyên Trắc để quý anh chị có thể là tiện theo dõi xem là những cái sản phẩm nào nó phù hợp với cả công việc của mình. Chiến thắng với cả hoa mai nó là chủ đạo chính của Long Nguyên Trắc thời điểm bây giờ. Thì ngày hôm nay xin giới thiệu một số các dòng xe đang có ở trên bãi. Đầu tiên là chiến thắng Wow 4 tấn 9. Con này là một trong số những dòng thay thế cái dòng 4 tấn 6 máy cơ ngày xưa đấy ạ. Nếu mà các bác mà ai đã chạy những cái dòng xe chiến thắng 4 tấn 6 ngày xưa, cầu to, máy to, thì thời điểm giờ 4 tấn 9 là một sản phẩm để thay thế rất hợp lý cho cái 4 tấn 6 với cái cỡ lốp là 750-16. Chiến thắng Wow 4 tấn 9 này phù hợp các bác vừa trung chuyển vật liệu xây dựng, vừa san lấp, rất khỏe, rất to, rất hợp lý. Vì cái bãi của tôi nó không có quá nhiều không gian nên có thể là giới thiệu lẫn lộn cả chiến thắng lẫn Trường Giang để các bạn có thể theo dõi. Đây là chiếc xe 7 tấn 1 của Trường Giang với thùng dài là 7m8, một trong số những chiếc xe tải mà thùng dài nhất trong phân khúc thời điểm bây giờ. 7 tấn 1, thùng dài 7m8, cỡ lốp 1000-20, la răng 20. Còn đây là xe Kenbo. Kenbo chiến thắng là một trong số những dòng xe quốc dân rồi ạ. Con này là Kenbo van 2 chỗ. Nó có Kenbo van 5 chỗ và Kenbo van 2 chỗ. Thì ở đây chúng tôi có Kenbo van 2 chỗ. Mức giá cực kỳ hợp lý thời điểm bây giờ. Phù hợp với các bác có thể là chạy các bác chở sơn này. Vừa chạy được chở hàng này, vừa có thể là có những người ngồi để cho thợ ngồi thoải mái này. Con này là 2 chỗ, có cả một loại 5 chỗ nữa. Mức giá chỉ trên dưới 200 thôi ạ. Và đây, chiến thắng 2 tấn 35. Chiến thắng 2 tấn 35 này, nó thời điểm giờ đang là một trong số sản phẩm khá là hot. Vì ngày xưa chiến thắng thì nó, ai dùng cũng bảo là chiến thắng chỉ được cái là máy khỏe, cầu to, số to thôi, còn đâu là mỏng manh. Nhưng thời điểm giờ những dòng xe mới Euro 4 của nhà máy chiến thắng thì đã được nâng cấp rất nhiều. Các bác có thể nhìn thấy, từ đến cabin rất dày dặn, thùng thành cũng thế, rất dày dặn, kết hợp với cả cầu to, số to, máy to. Con này thì cái công suất máy của nó là 50 kW. Nó là cái phân khúc mà thời điểm giờ từ TMT, chiến thắng này, Hoa Mai này, Trường Hải đều sử dụng cái máy này và công suất này 50 kW, tải là 2 tấn 35. Con này thì cái khối lượng hàng chuyên trở của nó khoảng độ 2 khối 2, nhưng mà về các bác cơi lên thì chạy 3 khối là bình thường. Con này giới thiệu với tất cả các bạn, chiến thắng 2 tấn 35. Bên cạnh chiến thắng 2 tấn 35 thì có một cái mẫu xe nó chỉ nhỉnh hơn một chút thôi. Cái mẫu xe này là mẫu xe 3 tấn 49 của Trường Giang. Trường Giang thì trước đây nó có cái con cũng 3 tấn 49 máy cơ, các bác chạy cũng đã biết rất nhiều rồi. Và thời điểm giờ nó ra được cái dòng máy điện 3 tấn 49. Con này thì máy to, con này máy to, điều hòa sẵn. Đó là bản nâng cấp so hơn so với cả xe máy cơ ngày xưa. Nó sẵn điều hòa rồi. Đấy, vẫn sử dụng kính quay tay thôi. Chúng ta đi tiếp. Vẫn là chiến thắng 2 tấn 35. Và đây, đây là một sản phẩm mới nữa thêm của nhà máy ô tô chiến thắng. Đó là con xe Wow 5 tấn 9. Wow 5 tấn 9 này thì nó ngang với cả các dòng xe như là 6 tấn rưỡi của TMT Sinotruck. Tại vì nó dùng chung với cỡ lốp là 825-16. 5 tấn 9, Wow. Kế đến là một loạt cái xe Trường Giang máy cơ. Trường Giang máy cơ thì nó là một trong số những dòng xe mà thời điểm bây giờ các bác cực kỳ là tin dùng. Vì sao? Vì Trường Giang đã nổi tiếng đối với những dòng xe tải ben hạng trung. Đây là con Phao 7 tấn 7. Cái con này thì nó được phối bộ 6 máy cầu dầu. Phao này thì nó có hai cái phân khúc để các bác có thể lựa chọn. Đấy là xe 7 tấn 7 6 máy cầu dầu và con 8 tấn 75 4 máy cầu láp. Về cái cấu hình cabin thì nó như nhau, khác nhau mỗi cái động cơ, công suất máy.
và cầu dầu và cầu lát thôi. Phao 7 tấn 7. Kế đến là 8 tấn 55. 8 tấn 55 thì các bác có thể là hơi ngỡ ngàng, hơi mới mẻ một chút, nhưng thực ra khi mà nhìn thì các bác thì nhận ra ngay. Nó chính là con 9 tấn 2 ngày xưa đấy ạ. 9 tấn 2 ngày xưa, nhưng thời điểm là 26, 27 đổ đi thì nó hạ tải xuống còn 8 tấn 55 thôi. Vì cái xác nó rất nặng, đâm ra là cái tải nó phải hạ xuống. Con này thì dùng cái động cơ 118kW và cái cỡ lốp là 1100 Na Giang 20. Và xe tải Ben Trường Giang thời điểm giờ thì nó có rất nhiều màu để các bác có thể lựa chọn nhá. Ví dụ như con này, nó có màu vàng này, màu xanh lá này, màu xanh tím này. Đó, vài màu để các bác có thể lựa chọn cơ. Tùy thuộc vào cái mệnh của mình như thế nào hoặc là sở thích như nào thì các bác có thể lựa chọn theo màu. Và cái màu này các bác lựa chọn là không mất thêm phí nhá. Đó. Đây là một mẫu xe tải T3 cabin đơn của nhà máy Trường Giang. Con này có tải trọng của nó thì là 950kg. Nó thuộc dạng tải nhẹ. Con này là 8 tấn 75 đây. Ngoài kia là 7 tấn 7, 6 máy cầu dầu. Và con này là 8 tấn 75. Con này thì chỉ có 4 máy thôi. Và nó sử dụng cái cầu lắp. Một loạt các xe Ben của Trường Giang. Tiếp theo, đây là con 8 tấn rưỡi. Con 8 tấn rưỡi này thì nó cũng có hai cái phân khúc giống như con Phao. Con này là 8 tấn rưỡi 4 máy. Và có một cái phân khúc nữa các bác để có thể là chạy san lấp và chở quá tải nhiều hơn, đó là con 8 tấn 1 cùng chung cabin, cùng chung cái cỡ lốp là 1100-20, nhưng mà nó là 6 máy. Đó, khỏe hơn rất nhiều. Con này con 4 máy. Con này thường thì được phối bộ và lắp cabin Đông Phong. Các bác nhìn cabin này có giống con Hoàng Huy không ạ? Rất giống Hoàng Huy đúng không ạ? Vâng, nó là phối bộ cabin của Đông Phong đấy ạ. Đây là một loạt các xe tải nhẹ của Trường Giang. Con này là Trường Giang Phao. Con này Trường Giang Đông Phong. Đó, nó có rất nhiều. Trường Giang thì ngoài những xe tải Ben tầm trung ra, nó có một số những dòng xe thùng cỡ nhỏ trong phân khúc là máy xăng. Vâng, đây. Đây là con 7 tấn 8. Con này trong số những phân khúc mà xe tải có thể mình cơi nới và chạy quá tải rất nhiều. Nó là 7 tấn 8, 6 máy, cầu dầu. Con này thì các bạn nhìn nó có cái cabin giống cabin của con 8 tấn mắt quỷ của TMT đúng không ạ? Nó cùng chung phối bộ, chung cấu hình đấy ạ. Nó dùng chung cái loại cabin mặt quỷ của TMT đấy ạ. Nhưng mà nó có một cái bản nâng cấp hơn nó của TMT. TMT thì ngày xưa nó là cầu lát, mãi về sau mới lên cầu dầu. Còn con này nguyên bản ra phát nó là cầu dầu luôn. Tải 7 tấn 8, 6 máy, cầu dầu. Đây, đây là Phao, vẫn là Phao 7 tấn 7. Con này thì là 6 máy đấy, 6 máy cầu dầu đấy. Con này thì là 8 tấn 75 cầu lát. Trong này chúng tôi có một chút cái xe xe tải ba chân. Các bác có thể là chưa biết đến nhiều xe tải ba chân Trường Giang, nhưng mà Trường Giang có xe tải ba chân đấy ạ. Trường Giang nó có hai cái mẫu sản phẩm xe tải ba chân các bác có thể lựa chọn. Đầu tiên đấy là cái loại ba chân cabin mặt quỷ này. Đó. Và tiếp theo nó có một cái loại nữa ba chân của Phao. Trường Giang ba chân thì nó có một cái ưu điểm nó khác với cả các cái xe tải khác, đấy là về cái thùng. Cái thùng của Trường Giang thì các bác có thể là mở ra. Mình có thể xếp gạch hay là xếp vật liệu xây dựng hay xếp bất cứ một cái gì đó rất chi là tiện. Các cái thùng khác thì nó là cái thùng đúc không mở được, nhưng đối với cả xe Trường Giang thì mình có thể mở ra được. Đó. Tôi vừa giới thiệu sơ qua với cả các bạn là một số các mẫu xe mà thời điểm giờ có trên bãi. Đây là những xe mà có trưng bày trên bãi bác có thể lấy ngay. Ngoài ra Trường Giang nó có rất nhiều các mẫu xe nữa mà chúng tôi chưa kịp kéo về. Và Chiến Thắng nữa, nó có một vài sản phẩm nữa chúng tôi chưa kịp kéo về. Các bác có thể là tham khảo xem những cái dòng sản phẩm nào nó phù hợp với cả công việc của mình thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng tư vấn với các bạn là 24/7. Và một điểm đặc biệt nữa, thời điểm giờ là thời điểm dịch Covid, chúng tôi vẫn hỗ trợ miễn phí giao xe tận nhà đến tất cả các bạn.
Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh của Long Minh Chắc. Xin chào và hẹn gặp lại.